Ok, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Đề Can Bình Dương. Và hôm nay thì thay mặt số Đề Can Bình Dương thì mình trở lại với clip review xe. À, hôm nay là cuối tuần thì đầu tiên thì cho mình thay mặt số Đề Can Bình Dương cảm ơn tất cả mọi người trong suốt một thời gian qua đã theo dõi shop trong một thời gian rất là dài và tiếp tục trong thời gian tới. Thì trở lại với đầu năm nay thì mình sẽ cố gắng để ra tất cả những cái video review và trong lúc làm việc cho mọi người cùng tham khảo. Thì trước mắt chúng ta là hôm nay là mình giới thiệu đến anh em một con Exciter 155 VVA phiên bản màu xanh xi măng, làm đồ tại shop với gói đồ khoảng tầm 15 triệu. Thì giống như tất cả các kịch bản lần trước thì hôm nay mình lại xin anh em 10 đến 15 phút để mình review lại tất cả những cái gói đồ mà Exciter đã lên. Và đây là một phiên bản màu xanh xi măng rất là đẹp nha mọi người. Cái này tem zin, dàn áo zin, về dàn áo thì đang zin. Tổng thì 15 triệu thì hôm nay chúng mình sẽ có những gì thì mình sẽ review trực tiếp cho anh em xem luôn. Thì đầu tiên này, em quay sát lại. Đầu tiên là về hệ thống bao tay tay thắng này. Bao tay thì sử dụng bao tay Racing Boy. Tay thắng thì sử dụng tay thắng RCB với phiên bản đó là màu black. Và hàng này hàng 14 nha, hàng 14. Thì bao gồm tay thắng bây giờ rồi, tay côn S1, bao tay RCB và gù thì sử dụng gù Saleya đó. Tiếp đến xuống dàn chân này, dàn chân thì sử dụng bộ mâm CNC X1R phiên bản màu cam. Bản này thì bản 1.6 1.85. đối với bản này thì mình sẽ sử dụng lốp trước đó là 70, lốp sau là 80 và phiên bản đó là Pilot Street 2 cho chủ xe, kết hợp với cái bộ mâm Racing Boy bộ mâm X1R CNC này thì sử dụng đĩa King Speed. Điều này đĩa 245 nha, 245 đối với Exciter thì nó là 245, còn đối với Winner trở lên thì nó là 260 đó. Rồi tiếp tục, trong cái gói 15 triệu này thì nó sẽ bao gồm đây, qua bên này đi, nó sẽ bao gồm đây là chủ xe sử dụng cái bô Uma V3. Và để thì hiện tại thì Exciter 155 thì nó chưa có ra dòng bô Uma V3 này. Nhưng mà để mình thay thế được thì trước giờ mình vẫn sử dụng theo cách có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình sẽ lấy một cái cổ bộ Titan Platinum, cái này cổ trìn nha, cổ trìn. Và mình cắt ra mình hàn lên bộ Uma V3 là có nghĩa là mình lắp được cho Exciter 155 bình thường. Đó, rồi, tiếp đến thì trong cái gói 15 triệu này thì đây, qua đây, nó sẽ tập trung chủ yếu là vào dàn chân nha mọi người. Ngoài cái bộ mâm CNC X1R phiên bản màu cam và cái bộ vỏ Pilot Street 2 đằng trước 70 đằng sau 80 thì trong cái gói 15 triệu này sẽ có một cái thêm, đó là những sản phẩm giống như là sên thì sử dụng sên của Rector Made in Malay, đĩa sử dụng đĩa Rector luôn, đĩa phiên bản màu đen. Gắp thì sử dụng gắp CNC Goji, phiên bản này cực kỳ ngầu, đó là phiên bản màu Titan, màu xám. Ngoài ra đi tiếp tục là một cái phuộc Racing Boy Premium Black. Thì phiên bản này là phiên bản 360 nha mọi người. 360 có nghĩa là bình tăng chỉnh được hai đầu. Tăng chỉnh được hai đầu, đầu trên, đầu dưới. Và cái bình cái dây dầu này thì nó là xoay 360 được. Và phiên bản này là phiên bản nó hai lò xo. Thì giống như có một vài clip trước mình có giới thiệu qua cây này rồi. Cây này hiện tại giá hiện tại đó là 5 triệu rưỡi nha. Đó. Rồi. Hết rồi. Hết 15 triệu có nhiêu đó nha mọi người. Và ngoài ra trong cái gói 15 triệu này thì một số bộ phận giống như cái mao này thì mình lắp ốc titan cho khách này. Quay sát lại đây. Lắp ốc titan này. Rồi bộ Mavi 3 thì mình lắp cho chủ xe mấy con ốc titan. Cái này titan nhôm GR5 nha. Đó, ok. Thì vừa rồi thì mình vừa review qua một con Exciter 155 với phiên bản màu xám xi măng, đổ với gói 15 triệu. Thì với 15 triệu thì mình sẽ được những cái sản phẩm giống như mình vừa review xong. Đó, thì mọi người cùng tham khảo nha. Còn thì mình cũng cố gắng này để xin anh em tầm 5 đến 10 phút nhiều đó thôi để mình review qua những cái gói đủ để anh em mình có một cái tham khảo riêng cho cái chiếc xe của mình. Và cuối cùng thì vẫn là cầu chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến tất cả mọi người và chúc anh em đầu tuần ở cuối tuần thật là vui vẻ
và hẹn lại anh em trong các cái clip tiếp theo lần sau. Ok.